Hello, xin chào, xin được trân trọng thân chào toàn thể các anh em nghệ nhân. Thân chào tất cả những người có cùng đam mê sở thích về những thứ trích chè than, trích chè lửa. Lời đầu tiên, cho phép mình được gửi tới anh em lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe. Lòng nhiệt nhất chúc toàn thể anh em yêu mến chim cò chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên lĩnh vực chim cò thì luôn có thể tuyển chọn được cho mình những chú chòe than, chòe lửa hay, đẹp và như ý. Ngày hôm nay mình tiếp tục lên phục vụ cho anh em một chú chòe than mộc dở, anh em nhé, một em chòe than mộc dở phải nói là cực đẹp luôn. Em này thì có lẽ là phù hợp với phần lớn anh em chơi chim ở miền Bắc, đó là bộ cau, cánh sệ gà tre, đuôi cực nhạy anh em nhé, và đầu thì bằng lì luôn, mắt đóng cả. Đấy, anh em có thể quan sát một em chuẩn hàn bộ cau, đuôi nhạy, cánh sệ gà tre, đầu bằng lì, mắt đóng cao. Và em này gọi là mộc dở bởi vì em này đã có hơn 1 năm lồng anh em nhé. Em nó đã có hơn 1 năm lồng. Đấy, anh em có thể quan sát một em chuẩn hàn già rừng em này chắc cũng phải có tầm 2 đến 3 năm rừng rồi. Và em nó đã được một vụ thay lông ở trong rừng hơn 1 năm rồi anh em nhé. Đấy, một em chòe than anh em có thể quan sát để đánh giá về bóng bộ và hình thức của một em chòe than mộc dở bộ cau, chân đã khô đét anh em nhé. Đấy, mỏ thì cực mỏng, mỏ dưới cực mỏng. Và em này cũng đã luôn miệng khả dít anh em nhá. Đấy, một em chòe than anh em có thể thẩm về bóng bộ của em nó. Một em chòe than mà để chơi hot thì không còn gì phải bàn cãi, chắc chắn sẽ là một em chòe than hot, múa xòe. Đấy, anh em có thể quan sát. Và em này cũng là khá dạn rừng, dạn người anh em nhá. Em này vì hơn 1 năm lồng thì em đã khá dạng người. Đây là video mình quay, đặt máy quay và mình chỉ ngồi sau máy quay một chút thôi, chỉ khoảng hơn 1 mét một chút thôi anh em nhé, hơn 1 mét một chút thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy một em chuẩn hàn khá dạng. Tuy nhiên là nếu như anh em mà những người mà đã từng chơi chuẩn than mộc than bổi nhiều đấy thì anh em biết rằng là chuẩn than mộc, chẳng hạn rừng, bổi rừng nuôi lên, kể cả chúng ta có nuôi đến 5 năm thì khi sách lồng nó vẫn nhảy, hoặc nếu chúng ta có điều kiện gần gũi sâu dế cho em nó có thể vẫn ăn sâu dế, mổ sâu dế trên tay chúng ta nhưng khi sách lồng vẫn nhảy, là một. Và thứ hai là nó có lẽ nó chỉ thuần với chúng ta thôi, với chủ thôi, chứ còn với người lạ thì nó vẫn nhảy. Tuy nhiên nếu đã thuần dưỡng được em nó thì em nó sẽ cũng chỉ nhảy nhẹ nhàng, và em nó sẽ có thể hiện được những giọng hót đặc rừng và những điệu múa dân tộc để cho anh em chúng ta thưởng thức anh em nhé. Đấy, mình không nói quá về em chòe than này một chút nào hết. Bộ cau, đuôi nhạy, cánh sệ, đầu bằng già rừng. Thế và tới đây mình cũng xin được thông báo cái phí bảo tồn của em này. Em này sẽ bay về với chủ mới với phí bảo tồn cũng rất mềm thôi, bây giờ mình cũng không bán đắt nữa, không phải là không bán đắt nữa mà là bây giờ mình cũng muốn chia sẻ cho anh em có thể có được những chú chim hay mà chơi với giá phí vừa phải thôi. Đây, một em mộc dở đã hơn 1 năm lồng, khá thuần, em nó sẽ bay về với chủ mới với phí là 800k anh em nhé. Nếu anh em thiện chí muốn đưa nó về đội thì hãy nhấc máy lên alo cho mình bằng số điện thoại hoặc là số Zalo mà mình để ở phía dưới tiêu đề của video. Thế mà anh em còn tiếp tục muốn tuyển chọn cho mình những chú chòe than, chòe lửa mới thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và để đón xem những video mới. Thế cuối cùng là xin được trân trọng
Thân chào toàn thể các anh em. Chào thân ái và hẹn gặp lại.